nhằm tăng cường xúc tiến thương mại, đầu tư, mở rộng quan hệ kinh doanh, tạo cầu nối với các nhà nhập khẩu may mặc lớn của nước ngoài. Tổng công ty May 10 đã có buổi gặp mặt các đại sứ đại biểu đoàn ngoại giao các nước Nga, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Malaysia, Thụy Điển, Bỉ và Romania. Khởi đầu năm 1946 chỉ là những xưởng nhỏ chuyên may quân phục quân đội. Qua gần 70 năm xây dựng và phát triển, Tổng công ty May 10 đã trở thành doanh nghiệp may mặc hàng đầu của Việt Nam với 17 đơn vị thành viên, với hệ thống nhà xưởng, máy móc trang thiết bị hiện đại, tiên tiến, đội ngũ công nhân lành nghề. Hàng năm, May 10 xuất khẩu 30 triệu sản phẩm ra thị trường thế giới, với các sản phẩm chính là sơ mi và veston, đồng thời đẩy mạnh xây dựng thương hiệu phát triển thị trường nội địa. Năm 2014, May 10 nộp ngân sách 44,6 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho 12.000 lao động, với thu nhập bình quân 6 triệu đồng một người trên một tháng. Năm 2015, May 10 phấn đấu đạt doanh thu 2.450 tỷ đồng. Tại buổi gặp mặt này, thay mặt Tổng công ty May 10, bà Nguyễn Thị Huyền, Tổng giám đốc Tổng công ty May 10, mong muốn các đại diện thương mại nước ngoài tại Việt Nam sẽ là nhịp cầu nối vững chắc cho quan hệ hợp tác, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu trên khắp thế giới của Tổng công ty. Đây là bước đi đón đầu các cơ hội của tiến trình hội nhập và tận dụng tối đa lợi thế của các hiệp định thương mại FTA và TPP. Mặc dù đây chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư đơn lẻ của một doanh nghiệp, nhưng cũng là cơ hội để các đại sứ, đại biểu các đoàn ngoại giao hiểu hơn về cơ hội và thách thức của ngành dệt may Việt Nam. Từ đó, các bên có thể hỗ trợ lẫn nhau trong tiến trình hội nhập quốc tế.